thông thông à. Trên đường 87 là Electric. 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 Electric.
quan này là không có thuế nha, mua đồ không có tính thuế nha. Wow, hay vậy đó. Ủa, thấy cái đập trống không mà mình mong là bây giờ là chiên cái nhà cũng sụp luôn. Montana vắng tanh luôn nha. Mình live in Montana nha. Live in Montana.